À, chào kênh này ca chào tất cả bà con gần xa mình cũng à, chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ mình à, trong thời gian qua thì hôm nay mình có đem về một số cây cảnh để à, giao lưu cùng với bà con mình có à, về có khế gân rồi à, một cây bùm sụm với mấy cây me vàng mấy cây à, mấy cây bông giấy mỹ nghe bà con à, có đặc biệt có một cây này là có à, cây à, cây bình bát nha bà con mình xin giới thiệu à, mình tên là phạm ngọc ẩn à, mình ở ấp nhất xã ngây tới huyện tam bình tỉnh vĩnh long số điện thoại của mình là 0917231734 đó cũng là số zalo của mình nha bà con mình xin uh, đi vào thông số ở cây thứ nhất cái cây này là cây mã số 0 nha bà con đây là cây bình bát nha bà con à, ở miền bắc thì gọi là món cầu vàng á khi vào chín khi uh, cháy cháy mà nó còn uh, xanh á đây là nó mới vàng nha bà con khi chín bắt đầu là nó ngã ra, bắt đầu cái màu này mà nó vừa hơi chín tới rồi bà con Nó có cái màu vàng, ở trong là nó ăn đó là cái à, ngọt nhưng mà có cái vị chua nha bà con Rồi mình đo ở thông số Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 115 Mình đo hoành ở vị trí này Hoành ở vị trí này của nó là 63 63 cái này là nó một nó lên nó cái nhánh nó gọi nó dính luôn nha bà con rồi cây bình bát mã số 0 xin giao lưu với bà con là 1 triệu 800 ngàn cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con cây này cái thân nó cũng lắc cũng đẹp lắm bà con ơi về trồng cái này là khoảng chừng năm là nó có trái rồi nha bà con rồi xuống anh tiếp tục bắt đầu vào cây số 1 nha bà con đây là cây này là cây xanh nha bà con cây xanh trong miền nam đây cây đã được nuôi ở trong cái chậu này là cũng năm sáu năm rồi nha bà con có uống uh, chân cành có chi đều đầy đủ hết rồi nha bà con uống theo lối chuyện cổ bộ đế của nó là hết cái phần này luôn nha bà con rễ nó ăn hết rồi cây này là dở lên được nha bà con đây nguyên bộ rễ của nó ăn dính vô đây trên đây mình ra thông số luôn nha bà con chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 85 tán ngang của cây là 45 Hoàng wow, mình đo ở vị trí này nha bà con 21 rồi cây xanh mã số 1 giao lưu với bà con là một triệu cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con cây này mình rút chậu mình bó bầu nha bà con rồi. tiếp theo mã số 2 là cây nguyệt quế nha bà con cây này mình nuôi cũng thuần trong cái chậu rồi nha bà con ơi mình vô đây nước dây thứ hai rồi nha bà con cây này là về bắt đầu là nó dạ đọt nó có bông cái này là cái bông của nó đây, nghe bà con đây mình lặt lá chỗ này là cái bông của nó đây nó như vậy về, về vài bữa là nó nở thôi nha bà con cây cũng được uống được nước dây thứ hai rồi bà con ơi rồi mình đo cái ở uh, thân chính của nó thôi nha bà con là 35 tổng tán ngang của nó là 45 rồi mình đo hoành hoành mình đo ở vị trí này nha bà con hoành nó rất nhỏ nha bà con và ở đây của nó là 10 16 cái cây này nó cũng thừng chậu nha bà con cây này mình nhổ là được nha bà con đây nó dính nguyên ở trong này rồi đây ghẻ nó ăn cũng gần hết cái chậu này nha bà con cây nguyệt quế mã số 2 gia lưu với bà con là 900 ngàn cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con mình cũng rút chậu tiếp theo là mã số 3 là cây khế gân nha bà con cây khế này mình cũng vô được một nước dây rồi nha bà con nó đã đâm chồi nó đã khỏe rồi mình vô trong cái chậu này cũng được 5-6 tháng nha bà con đây nó lên dây này bà con chịu khó về là chằng một nước dây nữa mà uống theo kiểu là đó là à, mình gọi chung mình gọi đó là gió lùa nha bà con đây bà con về là vô dây cái nữa là cho nó nằm nó xuống dây nữa là nó trở thành nó rất là đẹp nha bà con này đó là một cốt mở lên hai thân rồi mình đo thông số mình đo hoành cả hai thân luôn nha bà con hoành cả hai thân luôn ở vị trí này của nó là 38 rồi mình đo thân đại diện của nó trên này của nó trên này là 23 mươi mình đo chiều cao là 55 cái tàng bay của nó trên này của nó là 69 nha bà con tá ngang này là 62 cây khí gần mã số 3 mình giao lưu với bà con là 1 triệu 200 ngàn cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con cái này mình cũng rút chậu luôn cái này mình đóng thùng để cho bà con ha rồi xuống Tiếp theo là mã số 4 nha bà con Là cây bùm sụm nha bà con Hay gọi là trà phúc kiến Cây này được chơi là rất là lâu rồi nha bà con Có nguyên cái bộ đế chỗ này là bà con thấy nó lũa cái đường đường này ha Nó có lũa bên đây Đường này là đường lũa nha bà con Rồi bên kia để mình chỉ cũng có Bên kia này cũng có đường thân lũa nha bà con Đây đường thân lũa từ đây nó dòng xuống tới đây Bà con nào nếu mà có máy lũa về móc lũa làm lũa âm thân cái này rất là đẹp nha bà con Cây này nằm trong chậu này cũng là hơn 15 năm rồi nha bà con rồi mình đo thông số Mình đo hoành cái cây lớn này thôi nha bà con Hoành ở cây lớn này của nó là 18 Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 55 Tổng tá ngang Là 67 Rồi cây bùm sụm mã số 4 Giao lưu với bà con là 2 triệu 300 ngàn Cây mình bao ship toàn quốc nha bà con cái cây này mình cũng đóng thùng gửi cho bà con à, mình ship luôn cái chậu này nữa bà con nhưng mà mình không đảm bảo cái chậu này nguyên nha bà con cái chậu này hiện tại nguyên nhưng mà khi ship tới chỗ nếu mà nó có bể thì bà con cũng nhận dùm Rồi, xuống. tiếp theo mã số 5 là cây này là gọi là cây bướm hồng nha bà con hay là người ta còn gọi nó là cây cây báo xuân gì đó mình không có gành tên của nó mình vướng hôm qua đây nghe bà con đó có chùm bông nha bà con mới vướng hôm qua đây mà có chùm bông mình để đây trời nắng nó héo rồi đây chùm bông của nó lá của nó nghe bà con lá của nó là nó nhám đó nó có bộ lông nó là nhung mịn lắm đường thân đó thì lắc lượng hết ra nghe bà con ơi cây thân là đế là cũng đẹp nha bà con rồi mình đo thông số mình đo hoành ở vị trí này hoành ở vị trí này của nó là 34 mươi bà con chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu một mét tư đưa bà con ơi rồi cây bướm hồng mã số 5 xin giao lưu với bà con là một triệu tám trăm ngàn cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con Tiếp theo là mã số 6 là cây mai vàng nha bà con. Cây mai vàng này mà nó nằm ở trong chậu này cũng lâu lắm rồi nha bà con ơi. Nó có dạng đó là nó có hình thú mà bà con. Có chân cẳng đầy đủ hết trơn nha bà con. Cái này cũng hồi đó của của người ta chơi rồi đem về mình đem về mình cũng nuôi một thời gian rồi ở đây cũng có chân có đuôi luôn nha bà con. Hoành của nó thì nó nhỏ. Bà con nào về nuôi tiếp thì được nuôi. Rồi mình hoành mình đo vị trí này của nó là 15 nha bà con. Chiều cao. Chiều cao tới mặt bầu là 39. Cây này nó thường chậu nha bà con, nó cũng ăn rễ cũng trong cái này hết trơn luôn nha bà con, mình dỡ đành nguyên cái này đâu, nguyên luôn nha bà con. Rồi cây mai vàng mã số 6. Này lưu với bà con là 600 000 Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con, cây này mình cũng này bó bầu thôi chứ không có xếp chậu nha bà con. Tiếp theo là mã số 7 nha bà con, cũng là cây mai vàng, có thân lắc đẹp nha bà con ơi. Bộ đế của nó nguyên cái củ này nó nở rất là đẹp nha bà con, quay một vòng cho bà con xem, củ nở nè nha bà con. Rồi mình đo thông số Hoành mình đo vị trí này nha bà con ở vị, Hoành ở vị trí này mình đo là 40, 42 nha bà con Từ đỉnh tới mặt bầu xuống tới đây là 83 Rồi cây mã mai vàng mã số 7 Giao lưu với bà con là 1 triệu 800 ngàn Cây này mình cũng bao xếp toàn quốc nha bà con cái cây này mình cũng chỉ cái mặt lỗi đó mà bà con cái cây này là cái chủ nhà người ta hồi đó người ta chặt cái nghe bà con rồi ở đây là nó nó bị uh, một ở chỗ này mình đã đục vô tới thịt này cho mình xử lý keo rồi nha bà con cái cây này cũng có thể là bà con trồng theo cái bà con dựng đứng lên cái thế này cũng rất là hay nha bà con đây bà con để vậy đây bà con trồng đây đây đưa cái thế này cũng rất là hay và tại vì hồi cái cây cũ của nó là vững bầu nó vậy thì mình để lại vậy luôn bà con để anh vậy thì nguyên cái mặt nó chỉ là mặt thẹo bên phía bên này thôi nó không có trên mặt tiền rồi xuống lấy cây kia lên đi tiếp theo là mã số 8 là cũng là cây mai vàng nha bà con cây mai ở cái dáng bay rất là đẹp nha bà con đây nó có cần bay ra tới đây cái này nữa là kéo lên đây làm cái làm cái đọt chủ nữa nha bà con hồi đó tại vì cắt nó xuống lùng quá bộ đế thì nó này là khỏi chê nha bà con nguyên một cái nồi luôn rồi mình đo thông số ở vị trí này nha bà con rồi và ở vị trí này của nó là 31 rồi mình đo cái cần bay nữa ra nha bà con cần bay này của nó là 49 mươi chín bà con chiều cao chiều cao của nó là 24 mươi cây mai vàng mã số 8 đây bà con xem lại bộ đế ha nguyên cái đầu đế của nó rất đều rất đẹp cây mai vàng mã số 8 này mình giao lưu với bà con là 2 triệu 200 ngàn cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con có cần bay này rất là đẹp bà con ơi rồi quá cây kia lên đây à. Tiếp theo là mã số 9 nha bà con Cũng là cây mai vàng đó nha bà con Cây mai này rất là vàng nha bà con Đây là nó lên cái 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 gù lên đây cho nghe bà con Giống như là nó bị sù đá trên đây cho nó chai trên đây cho nó già chứ không phải là mình báo nó sù nha bà con Cái da cái phần này hồi đó là mình bứng là nó nằm ở dưới sâu nha bà con Rồi mình đo thông số ở cây okay, này Hoành mình đo vị trí này nha bà con Hoành mình đo vị trí này của nó là 38 nha bà con Chiều cao Từ đỉnh tới mặt bầu Là 59 Rồi cây mai vàng mã số 9 Mình giao lưu với bà con là 2 triệu 800 ngàn Cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con Cây này cũng đế cũng đều lắm nha bà con khai thác ở dưới nữa là móc ra nữa là lòi chân đế lên là dữ lắm nha bà con mình không có khui nữa rồi xuống tiếp theo là mã số 10 cũng là cây mai vàng nha bà con cây này là bộ đế của nó bà con xem đây mình quay hết một dòng đế nè bà con có cái chỗ này cái rễ này là nó cong lên đây mình không để tại vì nó dao này nó cấm hai cái đầu xuống nè nghe bà con nó dính ở đây với chỗ này ở dưới này nó có cái rễ cấm như này thôi bà con nếu không xài thì cắt ngang chỗ này đều được hết rễ là bốn mặt đều ở chân luôn mà con cũ nó nở luôn nha bà con rồi có ở đây là nó chia ra làm hai thân nữa như lên ba thân mình cắt ngắn lại rồi hết bà con cây nó đang đâm trầu rồi nghe bà con đây nó đã đâm chồi chỗ này rồi nghe bà con ơi. Nó vừa lú chồi chỗ này rồi đó. Này. Rồi mình đo thông số nó. Chiều cao trước nha bà con. Từ đỉnh tới mặt bầu là 85. Rồi hoành mình đo vị trí này nha bà con. Rồi hoành mình đo vị trí này của nó là 46 nha bà con đường kính cái bầu này nó lớn lắm nha bà con ơi đường kính bầu này nó tới 59 nha bà con cây rất là nặng bà con ơi cây mai vàng mã số 10 xin giao lưu với bà con là 6 triệu 500 ngàn cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con rồi xuống rồi. tiếp theo mã số 11 nha bà con cũng là cây mai vàng mai vàng này nó có cuộn ở đây rồi đó nó trồng ở đâu trong nguyên cái chậu nhỏ mà con nó cuộn nguyên một cái vòng tròn ở đây vòng ở đây mình chừa chỗ này có cái đuôi nữa nha bà con đây nó có cái đuôi dài ra đây nó cuộn mà con thấy là nó còn nguyên một cái lớp đế ở dưới mà mình không có khui ra mình thấy vậy thôi mình để nguyên luôn bà con ở trên này là chân cành có sẵn nha bà con có mình chừa cái cái cần bay ra đây luôn anh nào thích chơi cần bay thì thích còn nếu mà không thì giật nó lại nha bà con rồi mình đo, đo, thông số rồi mình quay một vòng lại nữa cho bà con coi. Rồi hoàn ở vị trí này của nó là 33. Chiều cao từ đỉnh xuống tới mặt bầu là 69. Mình đo cái cần bay này ra đây nha bà con. Cái cần bay của nó là 45. Cây cây mai vàng mã số 11 mình giao lưu với bà con là 2 triệu 800 ngàn cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con cây có bộ đế rất là rất là tốt bà con ơi cái bộ nguyên cái bộ nồi nó dữ lắm không có chống mặt nào hết trơn nha bà con nó cuộn nguyên một cuộn ở dưới luôn Rồi, lên Tiếp theo là mã số 12 Cũng là cái máy vàng nha bà con Cây nó ở trên này Nó là ở dưới này một cốt qua lên đây Nó chia ra tầng đa nha bà con Rất là đẹp Đây bà con xem là nguyên cái cái nầu đế của nó ở dưới nha bà con Nó nổi lên hết trơn Rồi mình đo thông số. Mình đo ngay trên chỗ cái eo này luôn nha bà con. nó dễ cho bà con dễ nhìn, dễ hình dung. Cái eo chỗ này nó là 32. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu của nó là 59. Cái cũ này nó lớn lắm nha bà con. Nguyên cái cũ mình đo cái cũ nạt ở dưới này. Cái cũ này nó tới 57 nha bà con. Rồi cây mai vàng mã số 12 Mình giao lưu với bà con là 3 triệu đồng Cây, cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con Rồi xuống rồi tiếp theo là mã số 13 nha bà con Cũng là cây mai vàng Cây giáng lông nha bà con Cây này là cây thường chậu Rồi mình cũng lấy về mình ép chậu luôn nha bà con Cây này chơi phong cao luôn bà con ơi Chơi phong cao tàn dù luôn Mình ép cái chậu rất là đẹp nha bà con Bộ đế bà con thấy này giống như hình thú ha Rồi mình đo chiều cao tháng 9 thôi nha bà con Cái đó là 103 Tàn ngang là 48 Rồi mình đo hoành thân nha bà con Hoành thì nó nhỏ nha bà con Hoành thân vị trí này của nó là 25 có cái bộ đế của nó rất là đẹp nha bà con ơi đế giống như con thú nha bà con cái này là người ta trồng trong chậu rồi mình rút ra rồi mình ép chậu lên luôn nha bà con không cắt rễ gì hết cái này mình mới thay chậu vô đây nha bà con chứ không phải nó nằm nguyên chậu này nha bà con ơi cây mai vàng mã số 13 mình giao lưu với bà con là 1 triệu 800 ngàn cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con cây mình bó bầu cho mình nếu mà gần thì mình ship luôn cái chậu này luôn mình bó cho bà con luôn nhưng mà mình không đảm bảo là cái chậu nguyên nha bà con sợ dọc đường nó bể thôi chứ cái chậu hiện tại là chậu nguyên nha bà con rồi xuống bỏ bên đó đi rồi tiếp theo là mình đúng không còn lại mấy cây giấy mỹ nha bà con cây này cây mini nha bà con ơi nó có cái cũ ở dưới cũng đẹp lắm ha bà con rồi mình đo thông số ở vị trí này của nó là 20 nha bà con bữa nay là bắt đầu nó bún tược rồi bà con ơi chiều cao là 33 rồi cây bông giấy mã số 14 Zalo với bà con là 500 ngàn cây mình bao ship toàn quốc nha bà con cây này mình rút chậu ra mình ship cho bà con ha không ship chậu mũ nữa nha bà con rồi xuống Tiếp theo mã số 15 là cái giấy Mỹ nha bà con. Cây này nó là một cốt lên trên rồi nó một cây nhiều nhánh nó là rất là đẹp nha bà con ơi. Rồi bà con thấy bắt đầu là quay cho bà con coi cái củ nè. Đây cái củ này nó cuộn nguyên ở dưới luôn nha bà con. Cái này ta trồng trong thùng B nha. Đây cái cuộn nè. Đây. Nguyên một cái cục luôn bà con ơi. cây này là giấy mỹ Gin luôn không ghép không gì hết cho nên không một không thẹo gì hết nha bà con rồi mình xin đo thông số nha bà con cây này bà con nào mà vô vô chậu lên được rồi nè cây này mình đo hoành ở vị trí này của nó là 30 nha bà con chiều cao chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu của nó là 89 mình đo tán ngàn lớn nhất của nó tán ngàn lớn nhất của nó là 80 nha bà con cái này bỏ vô chậu rồi chơi là vài tháng rồi bắt đầu nó ra đọt có bông rồi bà con ơi. Cây bông giấy, cây giấy Mỹ mã số 15. Giao lưu với bà con là 2 triệu 800 ngàn. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc luôn nha bà con. À, bà con nào có chốt mấy cái nhánh này chắc mình rút vô bớt nha bà con. Tiếp theo mã số 15 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay nha bà con. Mã số 16 nha bà con. Cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay đó. Mọi chi tiết xin bà con liên hệ số điện thoại 0917231734 Những bà con nào ở dùng dịch mà xe ở uh, vô cục nó ship không tới. Thì bà con nếu mà yêu thích cây nào thì bà con chốt cây có thể gửi lại mình nhận ở đây rồi uh, qua mùa dịch uh, đi nha bà con. Rồi bà con xem Bắt đầu cái, cái bông giấy này cái cũ nó dữ lắm rồi bà con Nó cuộn nguyên cái nồi ở dưới luôn nha bà con ơi Người ta trồng ở trong cái này là ở trong cái cái lưu nha bà con Nó cuộn nguyên một cái cuộn thuốc tuốt ở dưới luôn Cái thân của nó mà nó cuộn nè bà con Thân ở đây mà cuộn dòng xuống đây Nó qua đây, nó dòng xuống đây Nó chở qua bên đây là nguyên cái cục nha bà con Ở cây này thì nó cũng có một lỗ nhỏ chỗ này nha bà con Cái này hồi đó người ta cặm nó cầm vô trong cái cái thùng á, gửi chỗ này là cái thân chính của nó hồi đó nè bây giờ nó mục nó mình đục ở chỗ này là xử lý chỗ này là nó không mục xuống nữa nha mà con chỗ này là tái thịt của nó là nè mình không đục vô nữa rồi mình đo thông số luôn cái này thì hoành nó nhỏ hơn nha bà con rồi hoành ở vị trí này của nó là 20 26 chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 93 mươi tán ngang này của nó mình đo tán ngang luôn nha bà con tán ngang là 80. mình đo nguyên cái nồi của nó cả. nghe bà con ơi nguyên cái nồi của nó đi ra ngoài này là lớn lắm nghe bà con 85. mình đo luôn cái cái nó uh, nguyên cái nồi ở dưới mà nó tới như này là nó cũng khoảng ba mươi lên bà con ơi nó nguyên cục ở dưới cây bông giấy mã số 16. mình xin giao lưu với bà con là 3 triệu 200 trăm ngàn cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con cây này đóng chắc đóng khung rồi gửi cho bà con cho không có bó được nha bà con thì đây cũng là cái cây cố clip. xin chân thành cảm ơn tất cả bà con đã theo dõi cái kênh của mình xin chúc bà con được dồi dào sức khỏe về À, làm ăn phát tài phát đạt xin à, kính chào chương trình à, chào tất cả bà con